Trung tâm Điện tử Anh Phương xin hân hạnh gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì anh Phương vui mừng lên sóng giới thiệu với các bác về những sản phẩm âm thanh hàng Mỹ Bái. Trong video ngày hôm nay, mời các bác cùng lắng nghe và cùng tham khảo. Trong video thì anh Phương sẽ báo giá chi tiết và đặc điểm của mỗi sản phẩm để các bác cùng cân đối lựa chọn. Và ngày hôm nay chúng ta xem hết video này, chúng ta sẽ có những hàng thanh lý giá còn rẻ hơn những gì chúng ta mong đợi. Trước mắt các bác thì ngày hôm nay thì trong cái nắng 40 độ ở khu vực Chí Linh, Hải Dương chúng em thì hôm nay chính thức là được trải nghiệm ngày đầu tiên mất điện từ sáng đến giờ. Em phải chạy máy nổ liên tục từ sáng giờ mà không biết là cái máy phát này em điện bây giờ nó chỉ còn có 186V thôi, không đủ tải cho dàn máy. Máy thì máy Nhật nhưng mà không biết là nó để lâu quá nó không chạy thì ngày hôm nay bỏ nó chạy thì điện áp nó yếu quá. Không biết có cách nào khắc phục không, không biết nó bác nào nằm trong ngành máy phát thì cho em một số thông tin cũng như là tư vấn giúp em với. Không đủ công suất này, điện áp yếu quá. Hàng thì vẫn về, vẫn đi liên tục. Rất là may mắn ngày hôm nay em cũng kết nối được với rất nhiều bác khách hàng. Với trung tâm điện tử Anh Phương thì rất là vui mừng. Trong những cái thời điểm khó khăn nhất, nóng bức nhất mà anh em kêu than rời đất nên thì anh Phương vẫn bán được hàng. Điều này chắc chắn rằng là các bác dành cho em rất nhiều tình cảm. Không biết nói gì hơn thì xin cảm ơn các bác và chúc các bác có những ngày vui, những buổi thư giãn thật tuyệt vời. Trước mắt các bác thì anh Phương đang có giới thiệu các bác về một đôi loa 4 đường tiếng, đó là dòng loa 4732A. Đây có lẽ là trong một trong những dòng loa mà theo cá nhân anh Phương nghe và đánh giá thì hầu như các dòng loa hiện tại trên thị trường hiếm có dòng loa nào đánh ra được cái tiếng nó hay như đôi loa này. Kể cả những đôi loa 6-70 triệu em nghe vẫn không thích bằng cặp loa này. Vì sao lại như vậy thì các bác hiểu là cái đôi loa này nó có kết cấu đặc biệt là rất là đặc sắc. Đây có lẽ là tuyệt tác của hãng JBL. Bởi vì cái bát bên dưới này là hai cái bát này đều sử dụng cụ từ 220 coi 100. Cho nên là cái bát bên dưới này nó đánh giải bát súp rất hay. Nó không quá mạnh mẽ, không gây quá áp lực để chúng ta cảm thấy là sốc và nghe nó chối, mà nó đủ cái độ sâu, đủ cái độ mềm mại. Bởi vì bát nó chỉ bát 30 từ 22 coi 100. Còn cái trung âm của nó được đánh ở trên cái quả trung này. Cái quả trung này nó sẽ gây ra áp lực rất tốt, đánh cho cái tiếng trung nó mềm mại, chi tiết. Và còn cái chép này cũng sử dụng cụ từ 220 coi 100. Nó chịu đòn, chịu lực, chịu va chạm, chịu áp lực cao, đánh ở thời gian dài. Còn cái hay mà em thấy rằng là ở các dòng loa khác không có chính là do cái con này. Cái con này bao giờ cái tiếng xong, cái tiếng giải chép bao giờ nó có tiếng tinh tinh tẹt tẹt chít chít. Đấy. Hay còn gọi này, ngắn gọn là tiếng xì xẹt mà các dòng loa khác không bao giờ có. Các bác nghe cái tiếng sạch 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 sạch. Nghe nó rất vào tai các bạn, rất cuốn hút. Kể cả những dòng loa 4735A, 35X hay là những dòng loa 715. Không phải em chê đâu nhé, mà em đang đánh giá so sánh. Những dòng loa đấy rất là hay, nhưng mà nếu để so sánh với 4732, 4732 nó vẫn có cái nét riêng mà ăn đứt những dòng loa đó. Có một điều mà các bác hiểu là dòng loa 4732 này kích thước của nó rất đồ sộ, chiều ngang của nó là 62, chiều cao của nó rơi vào tầm 1m08. Thì kích thước này các bác phải cân đối, không phải nhà nào cũng kê được. Bởi vì khi mà kê những dòng loa này phải không gian rộng, nếu mà không gian hẹp thì nó hơi thô, hơi phô. Cho nên là nhiều bác thích lắm nhưng mà đôi khi là bất lực. Nhưng mà theo em thì các bác có thể như này. Phương án rất đơn giản là các bác thích chơi loa đến mà mức độ mà không thể chịu được nữa rồi thì em theo em nghĩ là nên đổi nhà. Đấy. Mua hẳn cái nhà to thì lúc đó chắc chắn là các bác thoải mái trưng bày. Tội gì các bác ạ, trên đời sống được một lần thôi. Bác nào mà cứ ăn dè hạt tiện rồi cuối cùng thì cũng lại đem gọi là khi mà vào lò rồi thì chắc là cũng lại để lại hết cho con cháu nó chia nhau thôi. Chứ ông nào vất vả thì ông ấy khổ, đúng không các bác? Em để ý đấy rồi, mặc dù em không để ý chi tiết nhưng mà thấy rằng là một khi mà các bác đã gọi là tất cả anh em chúng ta đều phải đến một cái giai đoạn đó thì hầu như là tụi nhỏ nó chỉ có bỏ cái tiền giả mấy tiền
như kiểu cái tiền mà mình không tiêu được ấy, bỏ vào đấy thôi. Chứ chả thấy đứa nào bỏ tiền thật cả. Ông có 5 miếng đất, ông có 10 miếng đất, khi xuôi tay thì cũng bằng ông gọi là 1-2 miếng đất, bằng nhau hết. Mà không chơi thì cuối cùng thì vất vả. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ gọi là bất chấp tất cả để chơi, mà chúng ta hiểu là vấn đề là có được đến đâu chúng ta chơi đến đấy, phù hợp với cái điều kiện, phù hợp với khả năng của mình, vừa xây dựng kinh tế gia đình, vừa phát triển và vừa tích lũy nhưng mà vừa hưởng thụ. Đó là những cái gì chúng ta đang mong mỏi. Cặp loa này quá đẹp luôn các bác. Các bác nhìn thấy nhá, tất cả mọi thứ nó đẹp đến mức độ mà anh Phương cảm nhận thấy rằng gần như mới luôn. Mặc dù nó loa bãi nhưng mà nhà em tuyển rất kỹ. Những cặp loa đẹp như thế này giá thành đâu đó. Đây, cái đẩy nó không đủ điện, nó đánh được một bên nó lại ngắt. Đôi loa này thì nó hay lắm đấy bác. Không hay không lấy tiền, dám khẳng định riêng mã nào không nói, mã 4732 này không hay không lấy tiền. Còn sang bên này chúng ta đang kết hợp với một quả súp của hãng B3 với mã sản phẩm là VKS1800B. Thùng vỏ của nó thì rất là mướt mượt các bạn. Thùng vỏ gỗ sơn sần. Các bác cũng xem nhiều anh em bán hàng nhưng mà đến bên Phương các bác sẽ chọn được những cái quả loa nó đẹp gần như mới luôn. Nhiều anh em là mua hàng lô, hàng bờ, đôi khi là chấp nhận là trong số những quả đẹp thì sẽ có những quả rất là xấu. Nhưng mà nhà em thì đặc biệt là không như vậy. Nhà em mua là mua hàng tuyển, trong lô này có 10 quả đẹp em lấy 10 quả đẹp, còn những quả xấu em bỏ lại. Giá đắt hơn một tí vẫn mua. Còn nói về B3 thì em bán với giá cực kỳ rẻ. VKS của hãng B3 Tree với mã sản phẩm đó là 1800B. Bắt 50 từ 22 côi 100. Mới không còn gì để mới hơn. Với mức đầu tư con này là 8 triệu đồng một quả này các bác nhá. 8 triệu đồng một quả. Trên thị trường đang bán con này rơi vào tầm 9 triệu rưỡi. Em bán cho bác 8 triệu. Và quay ra đây chúng ta sẽ có những đôi loa 515 đây các bác này. 515. 515 ngày hôm nay có về những đôi loa đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Năm một năm ngày hôm nay đang với giá dòng loa củ bé, giá của nó rơi vào tầm 27 triệu một cặp. Còn 515 củ to giá 32 triệu. Ngày hôm nay về có một đôi loa 515 củ to. Đó. Rất hiếm, dòng này rất hiếm. Những dòng này đều sản xuất tại Mỹ các bác nhé. Sản xuất tại Mỹ. Đây là đang trong quá trình vệ sinh kiểm tra. Và hôm nay video này sẽ chốt để giao lưu các bác. Đôi loa này, đôi loa này em vừa mua và vừa xin được. Có lẽ rằng là hiếm khi nào mà lại có một cái giá tốt như giá ngày hôm nay. Đấy nha. Một đôi loa 525 củ to. À 525 2 bát 40 neo, chép neo, chưa vệ sinh gì hết các bạn. Đây bát của 525 đây các bạn này. Bát của 525 đây. Đấy. Như mới. Củ neo bát 40. Sản xuất tại Mỹ. Bát 50. Chép của nó cũng là chép neo luôn. Ngày hôm nay sẽ thanh lý cho các bác đôi này để cho nó hot kênh này. Với điều kiện các bác muốn mua được đôi này ấy, hàng bao zin 100% nhá. Các bác mua được đôi này thì các bác chỉ đơn giản thôi, các bác đăng ký kênh cho em. Đấy, bác nào mà em xem mà đăng ký kênh rồi mà nếu chốt đôi này em bán rẻ cực kỳ luôn. Đây nhá. Sản xuất tại Mỹ. Chưa vệ sinh gì hết. Thùng vỏ như mới. Đôi này ngày hôm nay sẽ bán cho bác giao lưu với giá 26 triệu đồng. 26 triệu đồng cho đôi loa này, rẻ hơn cả đôi loa 515 này. Duy nhất một đôi nhá. Em bán riêng bán đôi này ngày hôm nay bán giá vừa bán vừa cho, vừa gọi là vừa mua vừa xin.
giá thành 26 triệu cho đôi loa này. Đôi loa 515 này đang có giá là 27 triệu nhá. Còn đôi củ to có giá 32 triệu. Nhưng riêng đôi này em bán giao lưu các bác một đôi duy nhất giá 26 triệu. Giá này không bao ship các bác nhá. Trên thị trường hiện nay đôi này nó rơi vào tầm 34-35 triệu các bác nhá. 34-35 triệu. Còn ngày hôm nay em bán cho các bác với giá là 26 triệu không bao ship. Tất cả hàng bao zin 100%. Không phải là hàng nát, hàng đểu mà bán rẻ đâu các bác. Đây nha, em quay chi tiết cho các bác xem này. Đấy, mã màng này, sản xuất tại Mỹ này. Bát này còn nguyên bản luôn này. Đấy, 4 quả bát đẹp như mới. 26 triệu, rẻ hơn cả 515. Không có đôi thứ hai để bán thế này đâu các. Nhà em đang có 3 đôi. Nhưng mà 3 đôi mà em nhập trước đây thì bây giờ vẫn phải bán với giá tầm 35-36 triệu mới thu hồi vốn được. Còn riêng đôi này ngày hôm nay em vừa mua được một cái lô hàng. Sau đó em lại được anh em khuyến mại. Bởi vì cái đôi này thực ra này em định không nhập đôi này. Nhưng mà anh em bảo thôi lấy đôi này về thanh lý cho các bác với giá rẻ đi. Xong bắt đầu anh em để giao lưu bớt chứ. Thế xong em bảo thôi được, để lấy về để giao lưu các bác. Em bán cho các bác coi như là đôi này em đôi khác bù đôi này. Cứ đôi này để bán được giao lưu các bác cho sướng. 26 triệu giá này tại cửa hàng. Bác nào có nhu cầu đầu tư alo cho em với số máy 0971998555. Đôi này thì với không gian rộng đánh hay luôn các bác. Đấy, đấy nha, phân tần còn nguyên bản 100% nhá. Đây, đấy, chép vào nó đâu nhỉ, quay luôn con chép. Chép vào nó đây các bác này, hai con chép đây. Đấy, zin 100% nhá, không có chuyện không zin các bác nhá. Triệu mua ra được, kể cả em đi nhập em không nhập được chứ đừng có nói là bán được. Em đã nói là nhà em còn hai đôi, nhưng mà hai đôi đấy em phải bán với giá 35 triệu để em còn thu hồi vốn, kể cả không bán được em bỏ xó cũng được. Nhưng mà đôi nào mua rẻ thì bán rẻ thôi. Ok, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Đây là hai đôi 4726A với này 4735A. 4735 có giá 40 triệu. Đẹp keng như mới. 4726 có giá rơi vào tầm khoảng độ 42 triệu một cặp. 42 triệu cặp 4726A. Số máy của em là 0971998555. Xin chào tạm biệt.